Vâng, thì sau đây em cũng nhận đơn của anh Huynh ở Tiền Giang, chốt con 3 Yamaha BC 202M. Em test gửi cho bác và chiều nay hàng lên đường. Đây xin trình móc cô bé nha, đẹp xuất sắc cả nha. Có kèm thêm một bộ dây ba lăng để các bác kết nối nha. Bên em thì vẫn còn hàng, đây là những con mới về. Đấy. Dòng này thì em vẫn nhận hàng đẹp về phục vụ các bác đó nha. Nào mình có nhu cầu xém con Yamaha BC 202M thì alo cho em nha.